chia sẻ một cái 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 sự phát minh của tiến sĩ Masaru Emoto người Nhật Bản. Ông là một nhà khoa học, một nhà nghiên cứu với cái học vị là tiến sĩ ông nghiên cứu về cái thông điệp của nước trong khi mà ông nghiên cứu và tìm hiểu được cái tính thể của nước thì ông mới phát hiện được những cái linh ảnh màu nhiệm của nước ông đưa ra sáu cái 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 trường hợp để thể nghiệm trường hợp thứ nhất là khi chúng ta tiếp xúc với một cái chai nước, một cái ly nước hay một cái chậu nước mà chúng ta gửi vào đó một cái lời nói hay một cái suy nghĩ đẹp thì nước đó nó sẽ có xuất hiện một cái 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 tính thể rất mầu nhiệm tức là nó kết thành những cái linh ảnh thứ hai là nhìn và ngắm về những cái cái điều tốt những cái cái suy nghĩ tốt nhìn những cái hình ảnh đẹp chúng ta gửi những cái hình ảnh đẹp đó như à, cho nước tiếp xúc với một cái bông hoa đẹp một cái hình ảnh đẹp bằng nhiều cách ví dụ chúng ta để những cái hình ảnh đẹp bông hoa đó đối diện với cái chỗ nước đó thì nước nó sẽ dần dần nó sẽ xuất hiện một cái hình ảnh tương tự như vậy hoặc là nó um, được linh um, hoạt hơn tốt đẹp hơn thứ hai là chúng ta cho nước nghe những cái âm thanh cái âm thanh du dương cái âm nhạc hòa nhã thì cái hình ảnh của nước đó, nó sẽ kết thành những cái linh ảnh rất là đẹp ngược lại nếu chúng ta cho nước tiếp xúc với những cái âm thanh giận dữ với những cái khúc nhạc quay cuồng thì nước nó sẽ à, ảnh hưởng vào những cái cái tần số âm thanh đó mà những cái linh ảnh nó biến mất ngược lại cái tính thể của nước nó bị tan rửa và nó nát như hết những cái hình ảnh đẹp đó thứ tư là học học tập những cái trí thức ví dụ như chúng ta viết cái chữ trí tuệ bằng nhiều cái văn từ khác nhau và chúng ta dán vào những chai nước khác nhau hay là chúng ta để nước đối diện với những cái 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 từ trí tuệ đó Ví dụ chai nước này mình viết bằng chữ quốc ngữ, chai nước kia mình viết với chữ nho, chữ anh, chữ pháp, chữ vân uh, vân. Các loại chữ dán cùng đó thì ở trong cái cái sự không gian yên tĩnh đó thì nước sẽ cho ta cái năng lượng rất là 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 nhiệm là đẹp nó sẽ tạo ra những cái cái hình thể đẹp nhưng mà giống nhau tuy rằng chữ viết khác nhau nhưng mà khi chúng ta kiểm tra những cái chai nước đó lại thì nó có một hình ảnh đẹp tương tự nhau và thứ năm là nước nếu được à, tiếp xúc với những cái từ ngữ chính thì cũng vậy nó sẽ có những cái cái tính thể cũng ngay thẳng cũng vững vàng như cái 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 sự chính đáng còn nếu viết cái chữ tà là vậy là sai trái đó thì nước nó sẽ không có những cái hình ảnh đẹp chuẩn mực và thứ sáu là cầu nguyện Chúng ta gửi vào đó những cái lời cầu nguyện Nó xuất phát từ cái đạo lực thanh tịnh Từ cái giới đức khiêm ưu Từ cái tính chất trực Ngay thẳng Có đạo đức Thì cũng vậy Nước nó sẽ Xuất hiện ra những cái hình thể Mà mình gọi là linh ảnh đó. Nó rất là màu nhiệm Rất là đẹp Tiến sĩ Masaru Emoto ông đã thí nghiệm cái này và dùng những cái loại máy uh, chuyên môn ông chụp lại được những hình ảnh đó và ông đã có những cái buổi uh, uh, triển lãm để giới thiệu cho mọi người thấy được cái tính thể mồ nhiệm của nước tôi đã được uh, may mắn xem những cái hình ảnh đó qua qua sách báo và tôi rất là vui và hạnh phúc khi nhìn lại những cái việc làm mà Phật giáo chúng ta từ trước đến giờ à, các tổ thầy tổ vẫn hành trì và truyền dạy lại cho thế hệ ngày nay à, bản thân à, của các thầy cũng như riêng tôi cũng đang hành trì ví dụ như chúng ta thường có những cái buổi lễ mà có cái nghi thức sái tịnh sái là rải rải cái nước rải cái nước này để nhờ cái đạo lực nhờ cái 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 từ lực nhờ cái từ lực của tam bảo nhờ cái tâm đại bi đồng thể của đức bồ tát quán thế âm gia hộ và nhờ cái ít nhiều gì cái công phu tu tập của hành giả lời nói thanh tịnh hành động thanh tịnh và tư duy thanh tịnh trong cái phút giây trang nghiêm đó nó nó hội tụ nhiều cái yếu tố thanh tịnh cho nên phải chăng đó là chúng ta đang gửi những cái lời cầu nguyện, gửi những cái lời nói hay đẹp, gửi những cái hình ảnh đẹp, gửi những cái âm thanh đẹp và gửi những cái từ ngữ cái con chữ đẹp vào nước cho nên cái nước đó nó có công năng nó làm sạch đàn tràng nó gột sạch được cái nó tác động đến mọi người và mọi người hướng theo cái tông chỉ đó cái pháp môn đó tu tập và tự khắc họ cũng được chuyển hóa được những cái cái nóng giận trở nên mát mẻ, chuyển hóa được những cái mê lầm trở nên tỉnh giác, chuyển hóa được những cái ô trọc nó trở nên à, thanh tịnh. Vì vậy cái nước đó gọi là đại bi thủy, nước đại bi hay còn gọi là trí thủy. khi đọc qua những cái thông tin của của tiến sĩ Masaru tôi rất mừng và vui lắm. Vì trước giờ chúng ta vẫn làm như vậy và thầy tổ chúng ta dạy cứ tu tập đi, cứ tu tập đúng như vậy đi, làm như vậy đi thì sẽ đem lại lợi ích cho cho chúng hữu tình. Nhưng mà chúng ta không hiểu tới. Ngày nay nhờ cái cái ánh sáng của khoa học so chiếu nó làm cho những giáo nghĩa của đạo Phật càng nổi bật hơn. Họ giải thích được, họ minh chứng được những cái công phu tu tập của chư tổ chúng ta qua những việc làm lợi sanh. Chúng ta thấy hơn hai năm về trước đức phật đã dạy và qua nhiều sự tiếp nối nhiều cái thời gian được tiếp nối và các tổ vẫn hành trì như vậy đâu phải là không có ý nghĩa chẳng qua vì chúng ta với một niềm tin kiên cố với một cái tâm từ dũng mãnh và chính những cái công phu tu tập của chư tổ của các bậc tiên giác trước đây đã để lại biết bao nhiêu an lạc lợi ích cho chúng sanh và may mắn thay ngày nay khoa học văn minh Người ta đem ánh sáng khoa học đó Người ta nhìn lại cái việc làm của Phật giáo Người ta giật mình Vì cái văn minh của nhân loại mới Mới xuất hiện gần đây Mà những cái trí tuệ à, siêu phạm của chư tổ đã vượt trội và đã làm cách đây bao nhiêu bao nhiêu thế kỷ không cần giải thích cứ tu đi hãy uống đi cái ly nước đó thì bạn mới có thể trả lời được cái ly nước đó nóng nóng như thế nào lạnh lạnh như thế nào đổ cành dương liễu vương cam lộ tức là trên cái cành dương nó dính những cái giọt nước cam lộ một giọt mười phương rưới cũng đầy một giọt nước mượn cái giọt nước đại bi đó để nói lên cái tâm đại bi của người tu lời nói đại bi hành động có chất liệu đại bi và tư duy cũng tràn đầy những cái năng lượng đại bi. Cho nên khi cái, cái tâm chúng ta nghĩ tới đâu, nhất niệm thông tam giới, cho nên một giọt mà rải khắp mười phương cũng đầy đủ là việc khoa học là việc có thể mượn sự để hiển lý, mượn cái tướng để nói tâm. Cho nên chúng ta phải lắng tâm thanh tịnh Mới thấy và hiểu được Có những điều Phật nói Tổ nói Chư Phật chư Tổ là bậc giác ngộ Chúng ta là phàm phu Vọng tình Nghiệp hoặc Đầy dễ những cái 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 cái, cái Nhận thức Vô minh tham ái cho nên chúng ta không hiểu được những lời dạy của Phật Không hiểu được những việc làm của tổ đâu Đem tâm phàm mà lường ý thánh Làm sao, làm sao kịp Nhưng may mắn Các nhà khoa học Đã thấy được Những cái, cái sự vi diệu Qua những cái cái việc làm gửi những cái năng lượng, những cái âm thanh, những cái lời cầu nguyện, những cái hình ảnh đẹp vào nước. Nước nó sẽ nó sẽ kết tinh những cái 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 tần số đó. Và cái tinh thể của nó nó sẽ hiện ra một cái linh ảnh. Đó là đây là nước bát công đức chảy ra từ tánh thiên chơn rửa sạch trần gian nghiệp bụi đưa vào hoa tạng tỳ lô tánh nước ngàn đời không đổi pháp thân muôn thuở vẫn ngời thế gian chân tâm mà hiển lộ thì tình trần một phút tiêu tan nay đem cái tánh thủy nhiễm màu này để rửa sạch đàn tràng ối trượt đượm thấm cỏ cây tươi tốt cõi nhơ trở lại tịnh thanh trong ngoài và giữa chặn sạch trơn u hiển thánh phàm quang đảng đó là pháp ngữ tức là lời nói tràn đầy những cái pháp vị và phải đem cái tâm an tĩnh cái tuệ an tĩnh bằng cái lời nói hành động và suy nghĩ có chất liệu đại bi được duy trì và phát triển trong mọi thời gian khi cái tần số đại bi đó cái tần số tích cực nó nâng cao thì tự nhiên sẽ tiếp nhận được cái năng lượng đại bi của Bồ Tát hộ niệm tức thời chúng ta cũng sung mãn những cái tầng số đó. Ví dụ như cái bóng đèn nó chớp tắt, nó chập chờn vì dòng điện yếu. Chúng ta được tiếp một cái dòng điện mạnh nào đó để mà Chuyển vào thì bóng đèn lúc đó nó sẽ phân sáng cũng vậy tu tập là để nâng cao cái tần số tích cực cái tần số tích cực đó nói theo thường tình là cái tần số của hiếu của để của trung của tính của nhân của nghĩa của lễ của trí của tính nói theo nhà phật là cái tần số của tình thương của hiểu biết của buông bỏ duy trì những cái 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 tần số đó luôn luôn có mặt để nó trở thành tiền đề khi chúng ta nói ra một lời nói gì đó phải có chất liệu của từ bi của hiểu biết của thương yêu làm một việc gì thì chất liệu đại bi nó cũng làm tiền đề để việc làm đó nó có chất liệu của từ bi của hiểu biết của thương yêu của tỉnh thức suy nghĩ cũng vậy cho nên lời nói hành động và suy nghĩ có chất liệu của từ bi và trí tuệ tràn đầy đó thì lời nói hành động và suy nghĩ đó luôn luôn đem lại bình yên an lạc tác thành xây dựng lợi ích cho mọi người mọi loài là điều có thể không có gì mà hoang đường không có gì là mê tín ở trong đây cả khi ba nghiệp ta thanh tịnh thì tâm đại bi nó xuất hiện cũng vậy nước nước đại bi nó chỉ có thể giữ được ở trong cái tịnh bình tức là cái bình sạch tịnh bình tức là cái bình sạch ý nói ba nghiệp phải thanh tịnh quý phật tử thường thấy là mỗi khi mà chúng ta quy y thọ giới trước khi mà phát nguyện quy y chúng ta đều được hướng dẫn sám hối phải không đều được hướng dẫn sám hối sám hối để làm gì để gột rửa ba nghiệp cho thanh tịnh ba nghiệp mà thanh tịnh rồi thì mới tiếp nhận giới đức thanh tịnh được ví như cái bình phải thật sạch phải xúc bình cho thật sạch thì mới có thể chứa đựng được cái nước sạch. Nếu ba nghiệp thanh tịnh thì tự nhiên cái lời nói chúng ta cũng là lời nói của chất liệu đại bi, hành động của ta cũng có đề cái chất liệu đại bi suy nghĩ của ta cũng có đầy cái năng lượng đại bi cho nên lời nói hành động và suy nghĩ của ta nó là nó là những cái hình ảnh đẹp là những cái âm nhạc đẹp là những cái tư duy đẹp là những cái hình ảnh đẹp chúng ta gửi nó vào trong trong chén nước thì nước nó tiếp nhận những cái năng lượng tích cực đó. Cho nên tính thể của nước nó sẽ kết tụ lại những hình ảnh những cái linh ảnh tuyệt vời. Các vị hãy về tra trên trên cái thông tin mạng sẽ thấy về cái thông tin của tiến sĩ Masaru Emoto. Khi ta có nước nước đại bi được chứa đựng trong cái tình bình rồi, chúng ta dùng cái phương tiện gì để rải? Cành dương là một cái 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 cái, cái thực vật cái tính của nó rất là dịu dẻo nó gió, gió thổi nó cũng lả theo chiều gió nhưng khi gió hết rồi nó trở lại cái vị trí của nó nó không gãy nếu cái cây mà cứng gió thổi nó gãy cho nên dùng cái nhành dương uyển chuyển dịu dàng như vậy nói lên cái đức nhẫn nhục phải dùng cái đức nhẫn nhục mới có thể đem cái tâm đại bi để ban rải đến mọi người, đến mọi loài. Tu tập nếu không có đức nhẫn nhục, chúng ta không thể kiên trì được. Nghịch cảnh rất nhiều, chướng duyên rất nhiều, chống phá cũng rất nhiều, cho nên chỉ có cái đức nhẫn nhục và tâm đại bi chúng ta mới có thể an tĩnh trước mọi hiện tượng loạn động Chính cái đạo lực an tĩnh nó Giúp cho chúng ta vượt lên trên Những cái tần số tiêu cực Những cái hành vi lời nói tiêu cực Chúng ta vượt lên trên đó Và chúng ta không bị nó chi phối Cho nên chúng ta vẫn an thân tấn đạo Để tu tập Đó là cái cái sự cái việc làm nó có hình tướng nhưng qua cái hình tướng đó cái sự tướng đó nó có một cái chân lý và đòi hỏi người làm bắt buộc phải thu nhiếp thân tâm vào chánh niệm rõ soi diện mục mới thoát đường mê phải có đạo lực ít nhiều gì phải có đạo lực chỉ cần chúng ta lắng yên một niệm một tâm niệm an lành được phát khởi thì cái năng lượng đó có thể soi sáng cả cả thế giới đen tối, thế giới đau khổ, thế giới đầy rẫy những cái bất an. Điều này là điều có thể và chúng ta có thể nó tiếp chạm với những cái 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 cái, cái hiệu quả mà chư tổ đã làm đã dạy đã thực chứng và ít nhiều gì chúng ta cũng có thể chạm nhận tiếp chạm và nhận được những cái vi diệu của nó cho nên trong cái lời khai thị của của ngài trí giả đại sư ngài tán thán cái cái vi diệu của cái giọt nước cành dương như thế này thị thủy giả phương viên tùy khí doanh hư nhậm thời xuân bản đông ngưng khảm lưu Cấn chỉ hảo hảo hồ diệu nguyên mạc trắc thao thao hồ linh phái nan cùng bích giảng tàn long hàng đàm sâm nguyệt hoặc tại quân vương long bốc hạ tán tác ân ba hoặc cư bồ tát liễu chi đầu sai vi cam lộ nhất trích tài triêm thập phương câu tỉnh tôi xin đọc lại cái nghĩa dịch như thế này cái ly nước sạch này cái chén nước sạch này vuông hay tròn tùy độ đựng phải không Khổng tử nói: Quân tử tánh như thủy, người quân tử phải học cái đức tính như là nước. Không cục bộ, không cố chấp, không khô khan, không ích kỷ, không hẹp hòi. Nước cho vào trong cái chai tròn thì thấy nước hình tròn. Ngược lại, nước rót vào trong cái cái chai vuông thì thấy nước hình vuông. Tùy duyên nhưng bất biến dù bất biến nhưng vẫn tùy duyên chúng ta học phật không cố chấp không cục bộ dù chúng ta tu tập theo pháp môn nào theo hệ phái nào nhưng chúng ta có cùng một tôn chỉ là tu tập như thế nào để chuyển hóa để giúp cho chúng ta trở lại bình yên an vui giải thoát thực tập pháp môn mà chúng ta thấy chuyển hóa được những cái sân hận si mê tham ái tội lỗi của chính mình để trở lại lời nói hành động và suy nghĩ thánh thiện an lành cho nên tùy cảnh tùy xứ tùy thời chúng ta đều có thể tu tập được có đủ duyên và được hoàn cảnh thuận lợi chúng ta mỗi lần tu tập mặc áo tràng khoác pháp y cùng ngồi với nhau trong đạo tràng trong không gian yên tĩnh để tu tập nhưng chúng ta đang ở cơ quan đang ở trên xe nhưng mà chúng ta thấy cái thời gian chúng ta có thể tu tập thì lúc đó không cần phải khoác áo tràng không cần phải khoác pháp y mà thời gian nào trú xứ nào chúng ta cũng có thể tu tập được cũng có thể gia trì được cho nên nước học đức tính của nước phương hay viên tròn hay vuông tùy theo cái món đồ đựng đầy hay vơi theo tiết mùa mùa xuân thì nước nó tan nhưng mùa đông thì nước nó đặt lại Nó không có gì dị ứng hết Mên mông mênh mông thay Cái nguồn Mầu nhiệm Của nước Không thể dùng Dùng Cái ý nghĩ Hay thước đo Để lường được Cái tính nhiệm Của nước Và cuồn cuộn thay Cái dòng thiên liêng của nước không thể nào xét tột cái cùng tận của nước chính vì vậy nơi cái dòng suối mà long vương ẩn mình nơi cái đầm lạnh lặng mà ánh trăng tắm gội một cái hình ảnh quá đẹp mặt nước hồ lắng yên thì ánh trăng sẽ hiện bày cái dòng chảy đó mà nó ẩn, ẩn chứa và nó nuôi nấng biết bao nhiêu thủy tộc hoạt động dưới ngồi bút của đấng quân vương tràn ngập sống ân cái giọt mực giọt nước đó nó ở trong cái ngồi bút của các vị lãnh đạo mà bằng cái chất liệu từ bi Bằng cái tâm thương yêu Thì đem lại biết bao nhiêu ân huệ cho Cho mọi người Hoặc nó nằm trên cái cành dương liễu của Bồ Tát Nó rưới thành dòng cam lộ Đúng vậy Giọt nước đại bi mà nó nằm trên cái vật, cái cành dương liễu của Bồ Tát Thì nó có thể dập tắt những sân hận đem lại mát mẻ thanh lương. Mỗi lần chúng ta trân trọng cử hành nghi thức sái tịnh là chúng ta diễn lại cái hình ảnh đẹp của Bồ Tát Quan Thế Âm. Qua đó, qua những cái tâm thanh tịnh, khẩu thanh tịnh, thân thanh tịnh ba nghiệp thanh tịnh của của hành giả lại được tiếp nhận cái năng lượng đại bi đồng thể của Bồ Tát chuyển tiếp vào thì tự nhiên dòng nước đó nó màu nhiệm nó màu nhiệm và nó đem những cái giọt nước mà nó tràn đầy những cái linh ảnh an vui hạnh phúc đủ đầy thanh tịnh thánh thiện đó rải đến và mỗi người đang có mặt trong khung thời gian đó cũng từ cái tần số ba nghiệp thanh tịnh cho nên cơ và cảm gặp nhau tự nhiên mình cũng cảm thấy một cái gì đó nó an lạc nó nhẹ nhàng nó mát mẻ nó nuôi dưỡng thế cho nên lòng từ bồ tát quan thế âm được diễn tả bằng giọt nước cành dương thật là sinh động đó là một cái cái chân lý tuyệt vời và không phải lý thuyết mà đó là những điều mà ta có thể chạm được ta có thể thấy được vấn đề là ta có lắng ba nghiệp thanh tịnh có giữ cái năng lượng đại bi hay không mà thôi nếu cái chai sạch thì mới có giữ được nước cam lộ trong sạch còn dù nước cam lộ trong sạch đó nhưng mà đưa vào một cái chai bẩn thì cái tính cái tính cam lộ đó sẽ biến mất liền vì những cái vẫn đục học Phật với một cái niềm tin chánh pháp kiên cố thì chúng ta thấy được nước nó không cố định vào hình thức cho nên nó tánh nước ngàn đời không đổi nhưng cái tướng của nước theo duyên mà phó cảm cái linh động tùy duyên cái cái cơ cảm của Bồ Tát luôn luôn ứng hiện tùy thời, tùy lúc, tùy cảnh, tùy duyên nhưng vẫn có cùng một một ý nghĩa là đem lại thanh lương an lạc cho chúng sanh. Cho nên chúng ta học về Bồ Tát Quan Thế Âm là chúng ta học về đức tính đại bi của người. Tu tập theo công hạnh của Bồ Tát Quan Thế Âm, tức là chúng ta phải bắt chước theo những lời nói, hành động và suy nghĩ tràn đầy cái năng lượng đại bi nơi Bồ Tát để trong lời nói, hành động và suy nghĩ của chúng ta nó có chất liệu đại bi một khi lời nói mà có chất liệu đại bi thì lời nói của chúng ta chính là giọt nước đại bi hành động của chúng ta có chất liệu đại bi thì hành động của chúng ta đó là cành dương đầu cành dương liễu vương cam lộ có thể khi giọt nước đã đựng được cái tâm đại bi thì giọt nước đó trở thành cam lộ thủy là điều hợp lý. Cái giọt nước đó mà tràn đầy cái trí tuệ hiểu biết tiếp xúc với những cái ngôn ngữ âm nhạc có hiểu biết có trí tuệ thì giọt nước đó sẽ trở thành trí thủy là điều có thể tôi tập theo cái cái ý nghĩa này cho nên mỗi ngày tôi rót chén nước tôi cúng trên bàn phật tôi lễ phật tôi tụng kinh tôi trì chú sau đó sau cái thời kinh đó hoặc sau ngày tôi rước chén nước đó tôi uống không biết có mê tín không nhưng tôi thấy hạnh phúc tôi thấy chuyển hóa tôi thấy bình an và khi chợt ra ngày xưa bà nội tôi cũng làm như vậy má tôi cũng dạy tôi làm như vậy và tôi thấy các cụ các ông các bà ở nhà chúng ta cũng làm như vậy kia má ô như vậy dân tộc việt nam chúng ta đã thấm nhuần giáo lý của phật đã tiếp nhận những lời dạy của phật từ ngàn xưa Chứ không phải mới đây Phải không? Chắc ở đông đây các Phật tử chúng ta vẫn cúng nước mà Cúng nước ở đây đó là cái lòng thảo của ta chứ Phật không có thiếu nước Nhưng nó là cái lòng thơm thảo của chúng ta dâng lên Và qua đó để chúng ta nhìn cái cái chén nước đó Chúng ta nhớ đến cái tịnh bình cam lộ của Bồ Tát chúng ta gửi vào đó một cái năng lượng tiến sĩ um, Masaru Emoto ông nói thế này những cái 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 um, thể nghiệm mà ông thấy được á uh, nó không dừng ở trong nước ông trồng một uh, hai cái chậu hoa cùng một thời gian cùng một cái loại đất cùng một cái giống hàng ngày ông cho cái 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 chậu hoa này nó tiếp xúc với cái âm nhạc thính phòng một âm nhạc nhẹ nhàng và hàng ngày ông ra ông chăm sóc ông tưng tiêu nó thì cái hoa này nó phát triển rất là là mau và nó để lại những cái chiếc lá cái hoa đẹp lắm nhưng bên kia cái cái cây hoa bên kia đó ông cho nó nghe một cái nhạc mà sôi động ông không chăm sóc không có vuốt ve nó cuối cùng cái lá nó nó co cái bông nó nó nhỏ nó eo ọt có phải hữu tình cùng với vô tình nó vẫn liên đới với nhau trong một tần số ồ cho nên tình với vô tình đều cùng thành phật đạo các phật tử có nghe cái bài phục nguyện này không hữu tình thành phật đúng rồi nhưng vô tình cũng thành phật nữa vô tình của ai của hữu tình nhất nhơn đạt chơn quy nguyên thập phương thế giới tận thành tiêu dẫn trong kinh lăng nghiêm một người mà giác ngộ trở lại cái nguồn trơn thanh tịnh rồi á Thì tất cả những cái mê lầm ở trong cái cảnh giới của họ đều biết mất Cho nên khi họ giác ngộ rồi á Cái ghế này cũng ở tần số giác ngộ với họ Cái mít này cũng ở tần số giác ngộ với họ Còn mà còn mê lầm á Đúng đâu mê đó thì cái gì nó cũng khổ đau hết. Đó là cái điều mà hôm nay tôi muốn chia sẻ đến quý Phật tử, chia sẻ cái hạnh phúc mà mình thấy được. Không phải đề cao nghi lễ, nhưng mà nhiều người hiểu sai về nghi lễ và có những cái cái suy nghĩ không đúng về cái việc làm của của nghi lễ Phật giáo Việt Nam, của Phật giáo bắt truyền Tất cả những gì mà Ngày nay chúng ta thừa hưởng được Đều có ý nghĩa Sâu sắc của nó Và đều phải phát huy Cái tần số tích cực Từ cái lời nói hành động Và suy nghĩ thanh tịnh Thì mới có thể thấy được Và hiểu được cái mầu nhiệm đó Trên tinh thần cao quý Chia sẻ những cái cái hay đẹp của đạo Phật chúng ta, của các tổ chúng ta, của thầy tổ chúng ta để giúp cho quý Phật tử có chánh kiến và điều này các vị có thể làm hàng ngày được hết. Chúng ta dù chưa làm cái công việc sái tịnh nhưng mà mỗi lần chúng ta rót một chén nước, chúng ta cúng dỗ ông bà mình, cúng uh, tặng cho ai hay là mình rót chén nước cho khách, mình có cái lời nói từ ái, có một cái 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 năng lượng an lành gửi vào đó, nước đó nó sẽ ngon, cái cái tính thể cái linh ảnh nó sẽ đẹp và ai có duyên uống được họ cũng cảm nhận được một cái gì đó mầu nhiệm trong đời sống tu tập cầu đức bồ tát quan thế âm gia hộ cho năng lượng đại bi quán thế âm luôn luôn làm tiền đề trong lời nói hành động và suy nghĩ của các phật tử của mọi người của mọi loài để đất nước thanh bình ổn định để nhân dân an lạc và mọi người trên thế gian này được sống an lành hạnh phúc trong cái giọt nước cành dương của Đức Bồ Tát Quán Thế Âm. Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát Chứng Minh.